Xin giới thiệu với lại cả nhà mình, đây là con đông trùng hạ thảo nguyên con cao cấp nhé các bạn nhé. Những cái con đông trùng hạ thảo nguyên con cao cấp thì nó đã được hình thành đầy đủ chân tay mắt mũi rồi. Ở phần sau thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho anh chị em biết tại sao nó lại như vậy nhé. Đấy, anh chị em để ý thật kỹ nhé. Đấy. Đây là cái hộp nhiệt kế bên trong những cái hộp cao cấp của VIP bên mình. Bây giờ mình nhấc hẳn cái con này ra mình quay cho anh chị em xem này. Để anh chị em nắm bắt được nhé. Đây là cái con đông trùng hạ thảo nguyên con cao cấp này, rất là đẹp. Anh chị em nào muốn mua đông trùng hạ thảo nguyên con cao cấp này thì chúng ta tìm hiểu thật kỹ nhé. Bởi vì hiện nay là trên thị trường có rất là nhiều các loại hàng không đúng, đúng không ạ? Thì đây là những cái con VIP để mình mang về giao cho những khách cao cấp như mình. Đấy, anh chị em nhìn nha, rất tuyệt vời đúng không ạ? Rất đẳng cấp. Đây là những con cao cấp về đông trùng hạ thảo nguyên con. Rất nhiều, hôm nay mình đi ship cho khách của mình, toàn khách cao cấp đặt.